Mỗi dịp Tết Nguyên đán, nhiều đặc sản Ninh Bình, trong đó có nem dê, luôn được khách hàng trong và ngoài tỉnh tìm đến đặt hàng. Thức quà quê dân dã, mang đậm nét ẩm thực đặc sắc của vùng đất cố đô hiện nay vẫn được nhiều gia đình ở Hoa Lư gìn giữ và duy trì. Như tại gia đình ông Chu Quốc Động ở thôn Văn Lâm, xã Ninh Hải, nghề làm nem dê được gia đình ông duy trì đã hơn 100 năm, truyền từ đời này sang đời khác. Nghề truyền thống của gia đình mình ấy là có rất lâu rồi. Thế thì muốn được cái 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 quả nem dê ngon ấy thì ta phải chọn thử dê, thịt dê là phải chuẩn tức là dê phải ở trên đầu núi sống ít nhất nó được một năm trở lên thì thịt dê nó mới chắc. Và còn các cái gia vị là mỗi một gia đình gói cho một khác. Chứng kiến quá trình để hoàn thiện sản phẩm nem dê từ khâu pha chế lọc thịt cho đến khâu chuẩn bị thính, các gia vị đi kèm để trộn nem, lau rửa lá chuối, lạt buộc, gói thành phẩm phải diễn ra trong khoảng thời gian cả một buổi. Nem dê Ninh Bình luôn hấp dẫn du khách bởi chính vị ngon đặc trưng không đâu có. Trong đó, theo quan sát của nhiều người, nguồn nguyên liệu là những con dê được thả rông trên núi và ăn cỏ cây tự nhiên, trong đó có rất nhiều loại lá thuốc, thảo mộc nên thịt dê sẽ săn chắc, ít mỡ, có hương vị của thảo mộc mà thịt dê ở những nơi khác không có. Quá trình làm món nem dê, mặc dù công thức cơ bản hầu như nhà nào, người nào cũng có thể biết và làm, nhưng để có món nem dê ngon, bí quyết lại tùy thuộc vào mỗi gia đình muốn được cái quả năm dê ngon ấy trong quá trình chế biến thì phải đảm bảo an toàn thực phẩm là sạch sẽ rồi là, là, đúng quy trình của công đoạn gói Nam dê. Tại xã Ninh Hải hiện có hơn 100 hộ duy trì và phát triển nghề làm nem dê, nghề trở nên sôi động và đắt khách nhất vào mỗi dịp trước Tết Nguyên Đán chừng một tháng. Các gia đình làm nghề phải huy động hết con cháu, thậm chí thuê thêm lao động mới đủ đáp ứng nhu cầu của thị trường. Cùng với tệp khách hàng truyền thống, những hộ làm nghề hiện nay đã biết quảng bá, giới thiệu sản phẩm thông qua các trang mạng xã hội. Do đó, lượng khách hàng không chỉ giới hạn trong tỉnh mà còn vươn xa tới các tỉnh thành trong cả nước như Đà Lạt, Lào Cai, Yên Bái, Hà Nội, Hải Phòng. Ở Ninh Hải thì có món nem dê là truyền thống. Những ngày trong năm thì chúng em đều làm nhưng mà dịp cuối năm thì sẽ làm nhiều hơn. Việc là năm nay các khách hàng từ mọi miền tổ quốc từ Sài Gòn, này, Đà Lạt, Vũng Tàu, Đà Nẵng thì chúng em cũng ship đi cho khách, ở khách Với nhiều hộ làm nghề, các công đoạn để hoàn thiện sản phẩm nem dê rất mất nhiều thời gian và vất vả. Hầu như những ngày cuối năm, gia đình nào cũng phải thức đến 1-2 giờ sáng để kịp giao sản phẩm cho khách hàng. Tuy vất vả là vậy, nhưng nghề làm nem dê đã và đang đem lại nguồn thu nhập đáng kể cho mỗi gia đình. Đồng thời, họ cũng góp phần gìn giữ và phát huy nghề truyền thống của địa phương.